Chào các ông nhé. Thì mấy hôm nay tôi thấy ở trên cộng đồng có tag tôi vào là rất nhiều bài viết, và những cái bài viết đấy cũng chỉ có cùng một câu hỏi là anh ơi, nhịp nó là cái gì, stress nó là cái gì, và stress được tính như thế nào. Thì hôm nay tôi cũng sẽ giải đáp lần cuối cùng. Tôi nhắc lại, đây là lần cuối cùng tôi sẽ giải thích về tất cả những cái này, và tôi sẽ nói ra tất cả những cái sai lầm của các bạn ở trong cộng đồng đó. Rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Thì trước hết, khái niệm stress nó là cái gì? Stress thì hiểu đơn giản là nhịp, như các ông vẫn nói ấy. Ở đây tính là một stress khi mà A lắc sang bên trái hoặc là D lắc sang bên phải đúng một lần thì được tính bằng một stress. Đây, ví dụ nó như thế này. Đó, các ông cứ nhìn vào đây mà các ông suy diễn ra thôi. Ở trong cộng đồng nảy sinh ra 6, 7, 8, 9 nhịp. Thì nếu mà như theo tôi tìm hiểu ấy, thì các bạn ấy nói 6, 7, 8, 9 nhịp như vậy là các bạn đang nhân 2 lần lên. Thì các bạn ấy tính là... Tôi cũng không hiểu các bạn ấy tính kiểu gì luôn ấy. Nhưng mà nếu mà 6, 7, 8, 9 nhịp như vậy thì là các ông cứ lấy 6, 7, 8, 9 nhân với 2 thì nó sẽ ra số stress mà các ông đạt được. Và bùm, chúc mừng, các ông đã trở thành một hacker chính hiệu. Tiếp theo là đến khái niệm airstress. Thì airstress ở đây có nghĩa là gì? Airstress ở đây có nghĩa là A hoặc A là hướng sang trái thì nó được gọi là một stress, một airstress. D hướng sang phải, W quay bất kỳ hướng nào đấy thì nó được gọi là airstrap. Còn airstrap nó không các ông hiểu nghĩ là nháy ship ở trong phi kích. Nó không thể nào được hiểu là nháy ship như vậy được. Các ông hiểu như vậy là sai. Đây, tôi sẽ đưa cho các ông một ví dụ nó như thế này chẳng hạn. Rồi, tiếp theo là đến pre-strap. Pre-strap đây là hiểu đơn giản là một kỹ thuật giúp cải thiện tốc độ khi long jump hay là bốp jump. Khi pre-strap cao rồi thì có thể nhảy xa mà không cần phải strap. Mà tôi khuyên các ông vẫn phải strap. Còn để lấy được pre-strap cao thì các bạn cần di chuyển bằng cách giữ WD hoặc WA theo hướng xiên. Khi gần đến sát một cái vị trí nào đấy rồi thì nhả V đúp ra và thực hiện các kỹ năng. Kỹ năng ở đây là stress. Tôi có một lời khuyên ở đây là pre-stress mà không cần thực hiện stress trên không vẫn tốt hơn là stress mà không cần thực hiện pre-stress. Các ông có hiểu không? Chắc chắn rồi, không hiểu. Tiếp theo đến là sin. Sin hiểu đơn giản là phần trăm thành công khi stress. Đó, đây các ông nhìn vào đây. Tiếp theo là đến các kỹ năng này. Đây, kỹ năng đầu tiên tôi nói đến ở đây là Bunny. Bunny ở đây thì khả dụng trong truy kích. Thì các ông thấy đấy, hôm nào vào phòng nào thì cũng chả có một vài con thỏ hay là một vài con ngựa, con khỉ nó nhảy ở trong phòng. Thì Bunny thì thực hiện các thao tác nhảy chéo liên tục mà không bị ngừng lại. Thì đấy gọi là Bunny thông thường. Mà làm ơn đừng nhắc đến 6, 7, 8 nhịp ở đây. Cảm ơn. Tiếp đến là kỹ năng stand up bằng hop jump hay gọi tắt là SBG. Hiểu đơn giản đây là bunny thả ship. Nó có thể dùng để nhảy các block rất là xa. Đó, đây ví dụ như này chẳng hạn. Tiếp đến là kỹ năng bắt. Thì kỹ năng này không khả dụng trong truy kích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các ông nháy ship kết hợp với AD, cái nút A nút D ấy, thì các ông sẽ không thể nào mà tăng tốc độ của nhân vật lên được. Đấy là tôi nhắc lại lần này là lần cuối cùng luôn nhá. Còn đây là ví dụ về đắt. Đây các ông xem cho hết đi. Được. Tiếp đến là long jump. Thì long jump kỹ năng này chắc chắn là sẽ khả dụng trong truy kích rồi, bởi vì nó không yêu cầu quá cao các loại kỹ thuật. Còn ở đây long jump là gì? Long jump là nhảy xa được hơn 215 unit, gọi là long jump. Unit ở đây gọi là đơn vị đấy, đơn vị ở đây gọi là cái khoảng cách đấy. Hiểu đơn giản là như vậy.
còn long rong thì thực hiện. Thì thực chất nó là sự kết hợp của hai kỹ thuật là pre-strip và air-strip. Còn pre-strip và air-strip là gì thì tôi đã nhắc ở trên rồi. Đó. Đây, còn đây là ví dụ của điển hình của tôi. Đấy, các ông xem cho hết đi. Và long jump có 3 loại. Đó là forward là về đằng trước, backward là lùi đằng sau, sideways là ngang. Forward và backward thì sẽ dùng AD. Còn sideways là dùng WF. Và sử dụng, mà nếu muốn long jump tốt thì phải pre-strip và strip tốt. Tiếp đến là high jump. Thì kỹ năng này tôi nghĩ là cũng khả dụng trong truy kích đấy. High jump thì thực chất là long jump giữa hai block có độ cao hơn 70 unit thì gọi là high jump. Còn muốn nhận biết giữa high jump và long jump thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì khi mà high jump thì nhảy càng tới block kia thì tốc độ sẽ càng giảm. Và việc cần làm ở đây là duy trì stretch là tốt để không bị giảm speed. Còn đây là một ví dụ điển hình về hai năm. Còn anh chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi. Lời ca anh viết nên đó. Tiếp đến là kỹ năng cao dâm, double cao dâm và multi cao dâm, gọi tắt là CZ, DCZ và MCZ. Thì cao dâm ở đây là hỏa tới đắt. Và cao dâm giúp này những block khá xa và xa hơn hai kỹ năng là hai dâm và long dâm. Đó, đây, còn đây là tất cả ví dụ điển hình. Và tôi nói lại kỹ năng này không khả dụng trong truy kích thôi nhé. Bởi vì sao? Tại vì cao dâm là đòi hỏi ông phải biết đắc. Và ông nào mà biết đắc thì các ông có thể chứng minh được là bên truy kích có cái kỹ năng là đắc bầu cao dâm này giúp tôi với. Các ông làm được thì tôi công nhận. Đó. Còn như mấy cái video ở bên Trung Quốc ấy, các ông ấy làm ấy là các ông đang sử mấy cái ông ấy đang sử dụng phần mềm thứ ba thôi. Đó, các ông ghi nhớ lại cho tôi. Và ngoài ra thì còn một vài cái kỹ năng khác như là whale jump, ladder jump và ladder bar hop jump. Thì những cái kỹ năng này đều không khả thi. Bởi vì sao? Whale jump thì đòi hỏi mình lại phải biết đắc. Là còn ladder jump thì ở bên truy kích lướt thang nó sẽ không được nhanh như ở bên CS. Và khi mà nhảy từ thang xuống thì tốc độ nó vẫn sẽ giảm. Thế nên là sẽ không thể nào mà thực hiện được cái kỹ năng ladder bar hop jump cả. Lời cuối cùng thì tôi muốn nói cho các ông, đó là qua cái bài viết này thì đừng ai nói đến 6-7-8 nhịp nữa là được. Đấy là tôi chỉ nói lần cuối cùng rồi đấy. Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi nói đến cái vụ này. Còn từ hôm qua đến giờ các ông tác tôi vào quá nhiều bài viết rồi. Tôi sẽ không muốn nói nữa. Đó. Thì chúc các ông xem video vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh giúp